Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đuổi tiếp 4 giám đốc điều hành VinFast nguy cơ sắp phá sản. Phía sau lưng tôi đây chính là hãng BMW, một hãng tên tuổi của nước Đức, và một trong 4 giám đốc điều hành vừa bị sa thải khỏi công ty VinFast là một người đã từng quản trị công ty BMW này. 4 giám đốc điều hành quan trọng của VinFast vừa đồng loạt rời bỏ công ty này chỉ sau có vài tháng đến đây nhận và làm việc. Đây là một chỉ số cho thấy công ty VinFast đang gặp những trắc trở rất lớn, bởi vì cả 4 giám đốc điều hành này họ đều quản lý những lĩnh vực xương sống và quan trọng nhất của ngành sản xuất ô tô của công ty VinFast, đó là tài chính, phát triển sản phẩm với vai trò của công nghệ và phân phối sản phẩm trên toàn cầu. Những người vừa ra đi này đều là các chuyên gia hàng đầu về ngành ô tô trên thế giới, mà mức lương được trả cho họ dự kiến không ít hơn 20.000 đô la mỗi tháng. Và trước đó, ông Michael Roscher, người Đức, vốn là chỉ làm tổng giám đốc toàn cầu của tập đoàn VinFast này, được có 5 tháng rồi cũng lặng lẽ cuốn gói ra đi. Và phải chăng phía sau đó, những chuyên gia này đã nhìn ra một công ty của Việt Nam không hề có tên tuổi về thương hiệu sản xuất ô tô từ trước đến nay của một nhà nước cộng sản, nên họ đã lặng lẽ rời đi và không hề tiết lộ những chi tiết thông tin cụ thể vì sao họ lại thất vọng với tập đoàn VinFast đến như thế. Có hai giả thiết đặt ra, đó là chi phí rất lớn để nuôi bộ máy nhân sự hàng đầu này, nó đã ngốn một lượng tiền khổng lồ của công ty VinFast vốn đang đối diện với mức lỗ hơn 1 tỷ đô la trong thời gian có vài năm sản xuất xe. Mà nguyên nhân thứ hai, theo một số luồng dư luận khác cho rằng các tổng giám đốc và giám đốc điều hành này của VinFast đã nhận ra một công ty dường như chỉ nặng về quảng bá lòng yêu nước của người dân Việt Nam, được ông Tổng Bí thư và Thủ tướng Việt Nam khi đó nhiệt tình cổ vũ, và phải chăng đây là một công ty dựng ra chỉ để tuyên truyền và làm chính trị chứ không phải để sản xuất xe hơi, nên họ đã dứt áo ra đi chỉ sau có vài tháng làm việc. Và mời các bạn xem bản tin về phóng sự cho vụ việc nghiêm trọng này khi 4 giám đốc điều hành quan trọng hàng đầu của công ty VinFast cùng một lúc rời bỏ ra đi. VinFast cho nghỉ 4 giám đốc điều hành cấp cao lúc hãng đang chuẩn bị mở rộng. 4 giám đốc điều hành cấp cao vừa nghỉ việc tại hãng xe hơi chạy điện VinFast của Việt Nam, vào lúc hãng này đang chuẩn bị ra mắt mẫu xe nước ngoài đầu tiên và triển khai mạng lưới phòng trưng bày tại Mỹ và châu Âu, hãng cho biết. Một loạt sự ra đi này diễn ra khi VinFast chuẩn bị bắt đầu xây dựng nhà máy trị giá tới 4 tỷ đô la ở bang North Carolina, mở các phòng trưng bày đầu tiên ở bang California và tiến tới chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ Mỹ. Những nhân vật ra đi là Emmanuel Brett, phó tổng giám đốc điều hành chuyên trách kinh doanh toàn cầu; Frank, phó giám đốc điều hành về phát triển sản phẩm; Hobe, phó giám đốc điều hành về phát triển công nghệ xe; và Bruno, giám đốc tài chính hãng VinFast cho biết thêm. Phát ngôn nhân của VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup, cho hay hãng đã chấm dứt hợp đồng lao động với 4 nhân sự này và họ chấp thuận. Theo đó, 2 người trong số này không được nêu tên đã từ chức vì lý do cá nhân. Tất cả đều đồng ý chấm dứt hợp đồng theo các điều khoản pháp lý, hãng xe cho biết trong một thông cáo gửi cho hãng thông tấn Reuters. Và điều chỉnh nhân sự là tập quán kinh doanh phổ biến trên toàn thế giới, VinFast cũng không ngoại lệ. Brett từng là quan chức điều hành của hãng BMW, đã gia nhập VinFast vào tháng 1 tại Hà Nội và được giao nhiệm vụ triển khai mạng lưới kinh doanh ở nước ngoài theo kế hoạch của công ty. Ông là một trong những quan chức đại diện cho VinFast tại triển lãm ô tô tại New York vào hồi tháng 4, khi hãng giới thiệu các mẫu xe ô tô điện như VinFast 8, VinFast 9. Còn Oirat gia nhập VinFast vào tháng 1 sau khi đã làm việc cho hãng Tata Technology, đã được giao nhiệm vụ phát triển tất cả các sản phẩm xe điện của VinFast. Hồng B từng làm việc tại Samsung Electron, Faraday Future và Fisker, đã gia nhập VinFast vào hồi tháng 7 năm ngoái. Hãng thông tấn Reuters cũng không thể liên lạc được với ai trong số này để tìm hiểu quan điểm của họ. Bản ghi nhớ từ văn phòng của Tổng giám đốc điều hành VinFast Lê Thị Thu Thủy mà hãng thông tấn Reuters đọc được cho biết hãng cho nghỉ việc cả 4 nhân sự vì một loạt nguyên nhân về hiệu quả công việc của họ. Một phát ngôn nhân của hãng nói rằng bản ghi nhớ đó chưa được duyệt đàng hoàng và đã bị rút lại. Huy Chiêu, một kỹ sư của hãng GM,
người đã gia nhập VinFast vào hồi tháng 11 năm ngoái, đã được cất nhắc để lãnh đạo có nỗ lực phát triển xe điện của hãng sau thời gian ông lãnh đạo dự án VinFast 8. Theo một bản ghi nhớ khác mà Reuters đọc được, bản ghi nhớ này cũng cho biết công ty có các kỹ sư trưởng để thực hiện hai mẫu VinFast 5 và VinFast 6 đã được lên kế hoạch cho tương lai nhưng chưa được làm nguyên mẫu trên thực tế. Bên cạnh đó, sau khi VinFast tuyên bố ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong để chuyển sang sản xuất xe điện, thì nó đã gây sốc cho người dùng vì người dân Việt Nam đã chót tin vào lòng yêu nước và thương hiệu Việt Nam. Họ đã dành dụng số tiền hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng ra để mua những chiếc xe xăng công nghệ lỗi thời này của VinFast. Và giờ đây, nhiều thông tin cho rằng họ đã bị đem con bỏ chợ khi tiếp tục phải sử dụng những chiếc xe cổ lỗ và không thể nâng cấp. Bên cạnh đó, dòng xe điện của VinFast sản xuất ra cũng tệ không kém. Dư luận mạng xã hội đã lan tràn hình ảnh của những chiếc xe điện VinFast E34 mà khổ chủ của nó sau khi mua đã phải thay nhau đẩy vì chết máy đột ngột dọc đường. Mặc dù họ đã dán lá cờ đỏ sao vàng rất to lên nóc xe, nhưng điều đó cũng không giúp cứu vãn được tình thế dở khóc dở cười của chiếc xe điện VinFast này. Người ta cũng ví rằng việc các giám đốc điều hành tại công ty VinFast lũ lượt bỏ đi như vậy, nó được ví như hành động giống như những con chuột tinh khôn khi con tàu sắp chìm nên chúng đã bỏ chạy trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin đuổi tiếp 4 giám đốc điều hành VinFast nguy cơ sắp phá sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.